Mấy bạn có khi nào thấy cây láp một nơi mà cái chân vịt nơi không? Cây láp thì sao dở quá, dặn 3 con ốc mà lần trước rớt 2 con, xong dặn lại mình lặn thợ thêm con là còn 2 con. Ngày hôm qua rớt nữa, ráng chạy vô tới đây rớt mất hết ốc luôn. Rớt chân vịt lên trên mé bờ luôn. Để chút còn ở đây còn được 2 con ốc nữa. Này phải khoan cái lỗ dưới cái cốt á, đóng cái như cái chốt lại luôn. Thì mấy cái bằng đó rụng lợp bợp. Tối hôm qua là anh em mình ngủ bên kia kìa, ngay cái trên cái cây đó đó. Nếu mà hôm nay không xuống đây chắc chút nó dướng kẹt trên đó luôn. Tối mình phải dời qua bên hướng bên đây. Ở đây cũng cái bằng bên kia cũng bằng, bên đây cũng bằng. Mà hình khi mình dời ghe mình rọi lại đèn á bạn, ngay cái bằng bên kia, từ đó, ngay cái bằng cong á, ông bằng đầy luôn. Nếu mà buổi sáng mà anh em mình không thấy mà lũ vô đó nó quýnh mềm luôn á. Nguyên cái cây bằng đó đó, mấy cây bằng nó cong vậy nè, hay nó ông bằng nó đóng dọc theo. Nói chung tối thường tới đâu mình cũng hay thả cần, nhưng mà thường không có cá. Thường mấy chỗ mình ngủ thường hay sát bờ các bạn, cạn cá nó không dám vô sao. Tối cũng thả cần, có mồi chuối với cá. Hôm nay anh em mình chạy về Sa Đéc các bạn ơi. Có hẹn bạn kiếm kênh Đồng Tháp quê tôi đi theo chú ở Sa Đéc giăng câu thả lưới. Có thể anh em mình còn thời gian thì sẽ trải nghiệm cùng nhau câu cá nữa. Mình chuẩn bị gắn chân vịt vô lại rồi khởi hành luôn các bạn ơi. Nước đang nước cạn tất nhiên là từ cái hướng mình đang ở cái đầu cái dôi của cái xã Mỹ Xương Cao Lãnh Đồng Tháp nè, ngay cái đầu dôi luôn nè các bạn, nhỏ xíu nè. Chạy về hướng Sa Đéc thì là nước xuôi, tại nó nước cạn. Anh em mình hỏi chú xin câu ở đây các bạn. Bè này bên hướng Bình Thạnh các bạn, gần phà Miễu Trắng qua Sa Đéc. Chứ cha võ mình cũng có 2 bạn cần thủ đang câu. Anh em bị cái máy nó giặt nữa các bạn, cái phá dầu nó không có kính, nó nhiễu. Các bạn thấy cái cốc lọc nè, nó bị rạn nứt nè ha. Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Nói thôi chứ tiếng được tiếng thôi chứ không có miếng. Nó bể nè, răng trong nè. Mất thời gian nữa, nãy giờ thì vừa ngồi còn câu chưa được mới cứng nhưng mà vừa dẻo. Mới dắt được một lần mồi à. Tại nãy chạy dọc đường là mình thấy nó nhiễu rồi, nghe cái mùi dầu không. Này nó cứng, cứng quá cũng không tốt các bạn, cái dẻo nữa. Này nó làm cứng quá dễ bể. Mong anh dễ vỡ. Giờ lấy kẽm sắt chích vô đỡ chứ sao giờ. Các bạn mua mấy cái máy này tránh nó ra, nó cũng hành quy nhiều lắm rồi đó. Mấy cái ron dở ơi là dở, ron nó dễ nhớt mà nó ọc nó xì lên, đang chạy nó xì nhớt ra. Bạn thấy không, ron trong ron ngoài gì dễ tệ không. Cái khóa nè, đang khóa nè, nhưng mà dầu vẫn chảy xuống. Nguyên cái hệ thống bình dầu con này nó có vấn đề. cái nhà sản xuất nên coi lại, không bà con mình không đừng ủng hộ kiểu giỡn chợ trời. Trong dầu, bình dầu lấy bớt ra rồi đó, vì mà nó còn ít dầu nó cũng chảy. Thanh nở nụ cười mãn nguyện, kêu con chó nào lại hài trị được cái này. Rồi tạm thời các bạn ơi, này phải mua cái cốc lọc khác rồi, cái chất lượng cốc lọc nó không tốt lắm, nó cứng quá nên khi chạy máy nó rung, nó sẽ bắt đầu nó có rồi từ từ nó bể, vỡ bể. Anh em mình câu cỡ tiếng mấy 2 tiếng ở đây mà không có con gì đụng địa vậy các bạn ơi. Anh em mình dọn đi, tại bằng kiếm gọi rồi. Bà Rùa xin chào bạn, hôm nay mình theo gia đình bạn Đạt dàn lưới giữa sông Tiền, khu vực Châu Thành của Đồng Tháp. Thì theo anh em mình còn có Kiếm, kênh Đồng Tháp quê tôi, Thanh đồng hành cùng mình với kênh miền Tây nơi cuối trời. Bạn Đạt ra còn tặng quà cho mình nữa bạn. Đạt có 2 con thú cưng cho mình, để mình mở ra cho bạn coi. Này, thú cưng này cho ăn cây kiển, nay hết rồi, nó ăn trụi lá rồi bắt ra cho mình. Đây. Nhanh quá, nó nhanh Đây là mồi cẩu bạn, ba sa cá dồ không, chắc không có lông mạnh chút. Rồi mình móc vô lưỡi câu nha các bạn. Hên xui mai rưỡi ạ. Ở đây sâu khủng khiếp mấy bạn, ngay cái vị trí cái phao cách bờ cũng không có xa, nhưng mà khi mình xả cái một cuộn nhợ khoảng 60 mét ngắn nhất á, là mình quăng ra mình xả là hết trơn cuộn nhợ luôn. Còn mấy cuộn nhợ 100 mét ngoài thì nó hơn nửa cuộn luôn rồi. Khủng khiếp sâu. Cả gia đình ngồi ở đây uống cà phê hút thuốc để chờ canh nước. Nước bắt đầu giật rồng mình mới trở rồng mình mới chăn hả chú? Mình thả 2 cần sâu, 1 cần bánh mì, kiếm cá mập, cá sấu. Chút dở con cá mà nghiêng cái vỏ lãi qua bên. Có 2 anh chị kia thả câu văn, đang cuốn câu nhưng kia nhỏ nó không xin theo được. Mấy bạn thấy cái sông mênh mông là ta vẫn câu bằng 2 que sắt được kìa. Này là chích điện nè. Thấy cái xà lan này có cái gì đặc biệt không? Thực sự không có gì đặc biệt ngoài cái việc là chở nước từ ở Châu Thành Đồng Tháp về Tiền Giang để tưới cho mấy vườn trái cây nha các bạn. Năm nay Bến Tre, Tiền Giang, cái khúc hạ nguồn của cái sông Tiền Giang nè bị nhiễm mặn nặng tại khô hạn phía trên đó các bạn. Thì mấy xà lan này người ta sẽ chở cát. Hôm nay người ta lên đây người ta bơm nước về, người ta bán cho mấy cái chủ vườn đó. Có chủ vườn tốn đến khoảng 10 triệu, 15 triệu gì đó, cho 1 tháng để nước tưới cây thôi. Nhiều bà con phải mua 1 khối nước khoảng 100 đến 150 ngàn để xài các bạn. Thấy cũng tội thiệt. Hy vọng nhà nước mình đầu tư các kiểu nông nghiệp chất lượng cao như Israel đó, dùng nước tưới nhỏ giọt để chống hạn, đó là cái giải pháp lâu dài. Đây bà con chuẩn bị đánh lưới rồi bạn, nước trở rộng rồi. Có đồ quá hộ. Phải rồi, mà mốt đừng quấn trước nha. Còn nữa. Mấy bạn chờ xem coi bủa lưới, vừa chạy máy vừa bủa lưới luôn. Anh Hiếu chạy máy, còn chú Hai thêm hai sẽ bủa lưới. 50 mặt, 1 tấc 3, 5. Dạ 6 mấy mét nè. 6 mét mấy, dạ. Lúc lên còn 4. Dạ. Bỏ nước đi. Tay lưới bạn, mỗi tay khoảng 250 mét. Tay lưới này búa từ trong bờ búa ra luôn. Lưới này búa là sẽ sát đáy luôn các bạn. Cái hệ thống viền phao để nó nổi lên lưới lên, cái chì sẽ sát đấy, nổi lưới lên cách đáy khoảng 4 đến 6 mét. Rồi, bây giờ chỉ việc nghỉ ngơi và chờ thôi bạn. Tới bắt đầu tại lưới 25.000 tiền cá đó. Bạn kiếm thử hãy cần lên để ném lại. Nãy giờ đi thả lưới rồi cá cũng chưa sờ mó gì. Nãy vừa dịp văng lưới xong có con cá trà nó sát mấy bồ nó quận sợ luôn, gần lưới. Đầu sâu húng luôn rồi. Kéo đuối tay luôn. Dính dây luôn rồi, dính dây khác. Mời các bạn cùng theo chú Thím Hai, anh Hiếu đi thăm giác đầu tiên nha các bạn. Mặt trời thì tắt rồi các bạn, còn sót lại vài tia nắng thôi. Lưới nước sâu rất là nặng. Wow, trời ơi bạn ơi. Ôi con nè. Tôm càng xanh đúng khiếp không? Dạ, này hả? Dạ, Hiếu kẹt cái càng này để thôi. Wow. Có đậy lây không hay rồi? Dạ. Chạy vô ha, chạy quay vô vậy không? cần vậy ta. Không, cả nước không. Chim tôm nữa bạn ơi. Ô, chim càng nè. Wow, con cá kìa. Cá này cá gì hả thím hai? À cá cày. Con cá cày dính lưới. Quá đã bạn ơi. Sạp trước hả? Sạp sau. Cá cày nó cũng giống cá cóc mà dòng họ như nó cóc cày. Cá sấu kìa. Ồ, trời ơi. Ồ. Ồ, lần đầu tiên thấy cá sấu khổng lồ kìa các bạn ơi. Quá chừng quá đất. Nó ngậm cái gì ở miệng nó? Loại hương bóng. À. Cá sủ này cái bông bóng nó quý lắm mấy bạn. Thường Trung Quốc người ta làm chỉ tiêu á, ta cần cái bông bóng cá này nè. Wow. Lần đầu tiên mình mới thấy con sủ. Wow, chừng. Wow. Quá đã các bạn ơi. Toàn là hàng không mẫu hạm không hả? Khủng long bà chúa. Những mét cuối cùng của tay lưới đầu tiên các bạn. Còn một tay thứ hai nữa. Các bạn thấy phía xa xa kia là thành phố Sa Đéc đã lên đèn. Có đèn mà cháy mà hại. Cày À, cốc, sủ, cày, hú, bà sa. Vậy cũng nhiều loại để mình đánh bắt ha. Dạ. Dạ, bông lao con nghe năm nay cũng nhiều người, mấy cửa biển cũng không có, đi câu rồi đó, không mất luôn ha. Các bạn thấy cuộn dây cũng mấy chục mét, sâu thiệt là sâu. Lại đi, đừng có quay lâu lắm. Quay cái xuồng nghiêng đó, tại khung cũng như cặp càng này, này còn đâu không còn. Nhớ cái quẹt hay vậy? Xem chục đâu vậy? Giờ quán xá người ta hồi cá đó chơi. Chung với hang cây. Tìm em sủ nè các bạn ơi. Đấy, nằm trong nhánh cây à, nè, các bạn cũng coi cận cảnh cá sủ nè. Đó là sủ vàng nè. Quá đã, quá trời quá đất đã. Sao mà nó chéo rồi chị Tài? Hồi nãy giờ bữa không có bị gì hết, mà sao hôm nay chị không có? Nữa hả? Ôi, ôi, ôi. Các bạn thấy cá này nó ngộ, dính lưới nên nó hả cái họng, nó lòi cái bong bóng nó ra. Đã rồi các bạn ơi. Những mét lưới cuối cùng của tay lưới thứ hai các bạn thấy cái phao phía kia rồi. Thì chút mình cũng đi thả lại nữa đúng không? À. Mình đi chung mấy lần rồi đó. Có rủ xuống rồi mà xuống là thấy tàu chạy nhiều lại về. Anh Hiếu nói thì cách đây cũng mới đây có một bà con ngư dân bắt được một con cá hô ngoài 100 kg bạn, ở khu vực này luôn. Còn đó lên đánh nắm móng chắc khủng khiếp lắm mà. Cao kiếm được. À. Được 3 con cá sủ, 1 con cá cay, 3 con tôm càng khổng lồ. Nè. Này mới sờ được cá sủ vàng bự khổng lồ nè. Chạy lên hút đậu đi cho nên. Chạy đắng thì coi nước rồi sao. Đã ghê chưa các bạn ơi. Tối nay tiếp tục các bạn ơi. Gì không có con nào chưa hay đâu. Trời trời. Nó ra ngoài ha. Bủa trong. Tôm chạy càng chà bá luôn. Ba con nữa. Ba tôm hả? Thì nó nghe ta có sủ cũng còn không ba con. Tại sao không? Trời thấy cưng này quýu mà ai ngờ nên các bạn ai ngờ gió nó thổi nước quay vòng vòng cưng này dính cưng kia.